Thử thách kể tên những collocation. Đi với do và go. Let's go. Round 1. Go. Go bankrupt, phá sản. Go 3, 2. Go sailing, đi thuyền. Go on foot, đi bằng xe hăng cải hai cẳng. Đi bộ hả? Yes. Go astray, đi lạc đường. Go mad. Go mad, tức giận nổi điên lên. Go. Okay. Round 2. Do me a favor. Giúp đỡ ai đó, đúng không? Do somebody a favor. Yeah, okay. Yeah. Do wonders. Mang lại kỷ niệm cho ai đấy. Do research. Nghiên cứu. Do harm to. Gây hại cho ai đó. Cái gì nhỉ? Three. Do ironing. Giật là ủi. Okay. Three, two, one. I don't know. Còn có cụm collocation nào nữa? Hãy comment ở phía dưới nhá. Nhớ like và follow nhá.